Hôm nay cô trò mình sẽ bắt đầu học một chủ đề rất là quen thuộc, đó là giao tiếp, Unit 10, Communication. Lesson 1, Getting Started. Ta nhìn vào màn hình, có rất là nhiều loại phương tiện giao tiếp, means of communication. What mean of communication do you often use? Có những loại phương tiện giao tiếp nào mà chúng ta thường sử dụng? Nhìn vào màn hình nha. They are talking on the phone. Chúng ta sử dụng gì mấy em? Sử dụng điện thoại. Đây là một cái phương tiện giao tiếp rất là hữu dụng trong lúc dịch bệnh đang xảy ra như thế này. Đây là gì mấy em? Đây là letter, thơ. Đây là một phương tiện mà các em và kể cả cô cũng rất là thích, đó là mạng xã hội. Và đây cũng là một loại phương tiện rất là quen thuộc với chúng ta, đó là chat trên internet. The last one, đây là email, thư điện tử. Before starting new lesson, we will study some vocabulary. Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ học một số từ vựng đúng không? Là Facebook, YouTube, Instagram, được gọi là social media, mạng xã hội. Chúng ta thấy hai người đang nói chuyện trực diện với nhau, người ta gọi đó là face to face, trực diện, face to face. Đây là một phương tiện rất là hữu ích cho chúng ta hay sử dụng vào những lúc này, đó là gì mấy em? Trực tiếp, video conference, đó là trực tiếp đúng không em? Đây là bây giờ người ta hội họp không có gặp mặt mà người ta sử dụng video conference, đó là trực tiếp. Snail mail, đó là thư gửi qua đường bưu điện. Thư gửi qua đường bưu điện người ta gọi đó là snail mail. Telepathy, đây là một cái loại giao tiếp mà cao cấp mà không biết tới chừng nào người ta sử dụng được, đó là thần giao cách cảm. Người ta sử dụng như thế nào? Sử dụng giác quan thứ 6, thứ 7 gì đó ta gọi là thần giao cách cảm, có thể đọc được suy nghĩ của người khác, người ta gọi đó là telepathy. Ta kiểm tra lại từ vựng mà chúng ta mới vừa học. Nào, social media, face to face, video conference, snail mail, telepathy. Nào, social media, face to face, video conference, snail mail, telepathy. Now again, social media, face to face, video conference, snail mail, telepathy. Đầu tiên đó là social media, dĩ nhiên đó là gì mấy em? Mạng xã hội. Tiếp theo đó là face to face, đó là trực diện. Video conference, hội thảo qua mạng có hình ảnh, người ta gọi đó là trực tuyến. Bây giờ người ta gọi là trực tuyến. Snail mail, đó là
thư gửi qua đường bưu điện. Và cuối cùng đó là telepathy. Đây là một cái loại hình giao tiếp cao cấp nhất. Người ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đó là thần giao cách cảm. Now, let's start the conversation between Phúc and Nick. Chúng ta sẽ đọc bài đối thoại của bạn Phúc và bạn Nick có chủ đề đó là the subject is my battery was flat. They are talking on the phone. Họ đang nói chuyện bằng điện thoại. Chúng ta nhìn vào hình, chúng ta cũng đoán được đó là hai bạn này đang nói về một cái cuộc hẹn đi xem phim. Chúng ta coi coi chuyện gì xảy ra. Chúng ta thấy là trên hình có một cái cục pin, nó gần hết rồi. Mình gọi đó là my battery was flat. Pin gần hết. Rồi chúng ta coi coi hai bạn này nói về việc gì nha. Có bạn Mai đó nha. Nhưng mà trong bài hội thoại này chỉ có Phúc, Nick thôi. Bạn Mai là được nhắc tới. Unit 10. Communication. Phúc, Page hi Nick, 38. what happened today? We Getting were waiting started. for AG and you never Activity show up. 1. Chúng ta có từ Listen and người ta read. dùng cụm từ đó là wait for AG. Đây là ratio verb, dùng từ hai chữ nha. Thường Hi người ta Nick, sử dụng what happened ratio verb là today? nhiều We trong were giao waiting tiếp. for ages and you never showed up. Wait Hi Phu. for AG. Well, I đó wanted là to ask you đợi the rất same lâu, question. đợi lâu. Why? Chứ không phải là We đợi planned to trong meet giây outside the cũ, không cinema, phải didn't nha. we? Đây là We waited and then ratio Mai verb trong từ decided hai to chữ. go in without Wait you. for She didn't AG. want to miss For the start of AG là rất Frozen, you lâu. know. Did you oversleep or something? No, And I you was there never on time show up. and Ta it có was từ me who waited for you two. Are you Show kidding? up ở đây có nghĩa We là didn't xuất see you hiện. there. Xuất hiện. We tried to call you but couldn't get through. I couldn't call you là either. Ratio verb. My battery was flat. 2 phút. Never mind. Well, I We can try wanted to again. ask you the same How question. about this Sunday afternoon Why? at 2:30 p.m.? We planned to meet There's outside Superman cinema, 3. didn't Great. we? We But I'll waited be having and my then Vietnamese class Mai there. decided to Let's go go for the in without 4:15 p.m. show. I'll need to take the bus to Wynn U Street, and it's quite far. Ở bên ngoài But it's not Galaxy phim. Wynn U. Mà sao bạn không đến? We'll be seeing it at Và Galaxy chúng tôi Wynn đã đợi Chai. bạn. Wait, Và which bạn cinema Mai did quyết you định go to đi today? vô xem Oh mà no, không đợi I được went nữa. to Galaxy Wynn Cô U. ấy không muốn bỏ lỡ I wish my cái mobile phone had a khởi đầu better của bộ battery. phim Frozen. Did you oversleep? Chúng ta có từ oversleep. Chúng ta gạch dưới từ oversleep và ghi vào. Oversleep nó là ngủ quên. Bạn có ngủ quên không? Or something? No, I was there on time. On time là đúng giờ. Đúng giờ mà là đúng giờ. Ví dụ người ta hẹn là 8 giờ và bạn này đến vào lúc 7 giờ rưỡi gọi là on time. Còn nếu mà bạn này đến vào lúc 7 giờ 55 hoặc là đúng 8 giờ người ta gọi đó là in time. Còn on time là rất đúng giờ, đến sớm luôn. Người ta gọi là on time. And it was me who waited for you too. Và tôi đã đợi cả hai bạn ở đó. Are you kidding? Bạn có đùa không? We didn't see you there. We tried to call you but couldn't get through. Nó cũng có ratio verb đó là get through. Get through là liên lạc bằng điện thoại đó. Người ta gọi là get through. Tôi đã cố gắng gọi cho bạn nhưng mà không gọi được. Get through. Chúng ta gạch dưới từ get through và ghi vào cho cô nha. Get through là liên lạc. I couldn't call you either. My battery was flat. My battery was flat. Điện thoại của tôi hết pin này, cạn pin này. My battery was flat. Never mind. We can try again. Không có sao. Chúng ta có thể hẹn lại mà. How about
Sunday afternoon at 1:30 p.m. để Superman trip. Và bạn Phúc đã hẹn vào chiều Chủ nhật tuần này vào lúc 2:30. Và họ sẽ cùng đem xem bộ phim đó là Superman 3, là siêu nhân 3. Right, but I'll be having my Vietnamese last dance. Nhưng mà bạn Nick đã bận học tiếng Việt vào lúc đó rồi. Let's go for the 4:15 p.m. show. Và hẹn lại giờ xuất chiếu đó là 4:15. I need to take the bus to Nguyễn Du Street and it's quite far. Và bạn ấy sẽ đón xe buýt, take the bus và đón xe buýt đi đến đường Nguyễn Du để xem phim ở rạp Nguyễn Du. But North Galaxy Nguyễn Du, we'll be seeing it at Galaxy Nguyễn Trãi. Wait, which cinema did you go to today? Vậy là bạn Nick đã đến Galaxy Nguyễn Du, còn bạn Phúc với bạn Mai thì lại xem phim ở Galaxy Nguyễn Trãi. Vậy là hai bạn này, ba bạn này đã đi không đúng chỗ hẹn. Oh no, I went to Galaxy Nguyễn Du. I wish my mobile phone had a better battery. Đây là một câu điều ước. I wish my mobile phone had a better battery. Đây là điều ước không có thật ở hiện tại. My mobile phone had a better battery. Tôi ước gì cái điện thoại của tôi nó có pin tốt hơn, nhưng mà thật ra là cái pin nó hết rồi. Now listen. Ta nhấn vào cái lò phía bên góc phải để nghe bài ha. Rồi, sau khi chúng ta nghe được cuộc đối thoại giữa bạn Phúc và bạn Nick, after listening the conversation between Phúc and Nick, now you do the exercise. Chúng ta sẽ làm một số bài tập. Now the first five words of crazy in the conversation that mean. Chúng ta sẽ tìm từ hoặc là ngữ trong cái bài mà nó có nghĩa. Thứ nhất đó là number one, to wait for a very long time. Number two, to arrive. Number three, to succeed in talking to someone on the phone. Number four, my battery has no electrical power left. Number five, are you making a joke? Number six, let's do that again. Now, number one, to wait for a very long time. Tôi đợi rất lâu, đợi lâu, đợi lâu. Vậy là trong bài nó có cụm từ nha. Đợi lâu, dĩ nhiên đó là wait for ages. Number two, to arrive. To arrive là đến hoặc là xuất hiện. Chúng ta có reserve verb đó là show up. Number three, to succeed in talking to someone on the phone là thành công khi nói chuyện với ai bằng điện thoại, đó là liên lạc được đó. Cái đó là get through. Number four, my battery had no electrical power left. Pin của tôi đã hết rồi, hết điện rồi, không còn điện nữa. Đó là my battery was dead. Number five, are you making a joke? Bạn đùa ạ. Trong bài đó là are you kidding? Are you kidding? Number six, let's do that again. Hãy làm điều đó lần nữa. Trong bài đó là we unit can try 10. Again. Communication. Ta viết bài vào page 38.
getting started. Activity 1. Listen and read. Number B. Decide. Hi, Nick. What happened today? We were waiting for ages and you never showed up. Hi, Foot. Well, I wanted to ask you the same question. Why? We planned to meet outside the cinema, didn't we? We waited and then Mai decided to go in without you. She didn't want to miss the start of Frozen, you know. Did you oversleep or something? No, I was there on time and it was me who waited for you two. Are you kidding? We didn't see you there. We tried to call you but couldn't get through. I couldn't call you either. My battery was flat. Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2:30 p.m? There's Superman 3. Great, but I'll be having my Vietnamese class then. Let's go for the 4:15 p.m. show. I'll need to take the bus to Wynn U Street and it's quite far. But it's not Galaxying Wynn U. We'll be seeing at Galaxy Wynn Chai. Wait, which cinema did you go to today? Oh no, I went to Galaxy Wynn U. I wish my mobile phone had a better battery. If the statements are true or false. Statements. Number one. Là câu nào đúng? Đúng thì người ta đánh dấu tích bằng cái chữ T. Còn sai người ta đánh dấu tích cái chữ F. Number one. Phúc, Mai and Nick wanted to see a film today at Galaxy Cinema. Bạn Phúc, Mai và Nick muốn xem phim tại rạp chiếu phim Galaxy. True or false? Dĩ nhiên đó là true. Number two, only Mai and Phúc watch the film. Chỉ có bạn Mai và bạn Phúc xem được phim thôi. Phải không? Đây. True or false? True. Number three, Nick was asleep at home at that time. Và câu nhắc lại, nếu chúng ta muốn làm bài tập này tốt thì chúng ta tìm ra trong những câu từ khóa là từ nào, keyword là từ nào. Và chúng ta gạch dưới và chúng ta tìm ở trong bài. Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ đánh vô true. Còn nếu không đúng thì chúng ta đánh vô false. Number three, từ khóa đó là gì mấy em? Keyword đó là at home. Asleep at home. Asleep at home là ngủ ở nhà. Đây, chúng ta tìm ở trong bài coi có asleep at home không này. Dĩ nhiên là không ha. False. Number 4, Mai and Phúc could not reach Nick on the phone. Từ khóa trong bài nó có nghĩa là trong cái câu này đó là could not reach on the phone. Bạn Phúc với bạn Mai không thể nào liên lạc được với bạn Nick bằng điện thoại. Nhưng đó là true. Number 5, Nick went to the wrong Galaxy Cinema. Bạn Nick đó là đi đến, từ khóa trong câu này đó là từ wrong Galaxy Cinema. Đây đến sai rạp chiếu phim. Dĩ nhiên đó là true. Number 6, Nick will not be able to go to the cinema at 3:30 p.m. this Sunday because he will be having a last. Bạn Nick không thể xem phim vào lúc 2:30 được, vào chiều chủ nhật, bởi vì bạn ấy bận học. True or false? Is true. Mà từ khóa trong bài đã, trong câu này đó là 2 p.m. và từ last. Go on. Answer the question. Number one. Why couldn't Phúc, Mai and Nick see the film together as was their plan? Tại sao bạn Mai và bạn Phúc
không múc phút và cả các bạn nick không thể xem phim cùng nhau được như kế hoạch họ đã đưa lên. Lý do là gì đó, họ đi không đúng cái rạp mà đã hẹn ban đầu. Bạn Phúc và bạn Mai thì đi ở rạp chị em, đó là rạp Nguyễn Trãi Galaxy, còn bạn Nick thì đi ở Galaxy Nguyễn Du. They couldn't see the film together because Nick went to the wrong cinema. Because Nick went to the wrong cinema. Bởi vì bạn Phúc đi sai cái rạp chiếu phim. Number two, what was the problem? What was the problem? Vấn đề gì ở đây? Đó là họ không thể liên lạc được. Bởi vì bạn sao? Bạn Nick, pin của bạn Nick, điện thoại của bạn Nick đã hết. This battery was blessed. They didn't communicate clearly the names and address of the cinema beforehand. Và trước đó họ cũng không có giao tiếp rõ ràng về tên và địa chỉ của rạp chiếu phim. Vì vậy họ, và sau đó là họ là không thể là liên lạc với nhau. Bây giờ pin của điện thoại bằng Nick đã hết. Because the battery of Nick's mobile phone was dead. Chúng ta có viết vào tập ha. Now number 3, was it only because of Nick's mobile phone? Chỉ có bạn Nick bởi vì cái điện thoại của bạn Nick. Phải không? Phải điện thoại của bạn Nick là có vấn đề không? Yes or no? No, it wasn't. Nick went to the wrong cinema. Thứ nhất là đi sai rạp chiếu phim. Thứ hai đó là mới có, bởi vì pin của bạn Nick bị hết pin. Then they were not able to contact each other because the battery of Nick's mobile phone was dead. Now, number two, match the works of Razi with the photo about ways of communication, then click to check your answer. Seven pictures about means of communicating. Communication. Chúng ta có 7 cái tấm hình nói về 7 loại phương tiện giao tiếp. Now, using social media, video chatting, using telephony, emailing, meeting face to face, having a video conference, sending letters, snail mail. Now again, using social media, video chatting, using telepathy, emailing, meeting face to face, having a video conference, sending letters, snail mail. Number one, they are having a meeting. Through the computer. Họ học mà thông qua một cái màn hình. Gọi đó là gì mấy em? Having a video conference. Học trực tuyến. Number two. Người ta viết trên một cái gì? Viết thơ trong một máy tính và gửi đi rất là nhanh chóng. Đó là
Email it. Number three. Ba người đây đang nói chuyện. Nói chuyện mà có gặp nhau không? Không. Mình gọi đó là sử dụng gì đây? Chatting. Video chatting. Number four. Cả hai người đang nói chuyện trực diện với nhau. Mình gọi đó là meeting face to face. Number five. Rất là quen thuộc với chúng ta, đó là Facebook. Gọi đó là social media. Using social media. Number six. Đây là một loại phương tiện giao tiếp rất là cao cấp, người ta có thể đọc được suy nghĩ của nhau mà không cần nói ra, gọi đó là using telepathy. Number seven là gửi thư, thì bạn đang bỏ thư vô cái thùng thư, gọi đó là sending Unit 10. Letters snail mail. Page 39. Getting started. Activity 2. Match the words and phrases with the photos about ways of communication. Then, listen to check your answers. 1. Having a video conference. 2. Emailing. 3. Video chatting. 4. Meeting face to face. 5. Using social media. 6. Using telepathy. 7. Sending letters, snail mail. Number three, fill the gaps with the correct forms of the words or phrases the box into. Với những từ gợi ý, ta điền vào. Using social media, video chatting, using telepathy, emailing, meeting face to face, having a video conference, sending letters, snail mail. Now again, using social media, video chatting, using telepathy, emailing, having a video conference, sending letters, snail mail, meeting face to face. Now again, using social media, video chatting, using telepathy, emailing, having a video conference, sending letters, snail mail. Trước khi làm bài này, chúng ta cũng tìm ra trong câu những keyword, từ nào là từ khóa, và chúng ta tìm một cách dễ dàng hơn. Number one, như là từ khóa đó là Facebook, YouTube. Nhưng đó là gì mấy em? Đó là social media, mạng xã hội. Number two. Sau let là một, nhớ là một động từ nguyên mẫu ha. Ta sử dụng động từ nguyên mẫu. Number three. Từ khóa ra từ gì đấy em? Đây đã là faster and cheaper. Đây là một phương tiện. Từ khóa đó là ride. Ride to a friend in another country. Viết thơ cho một bạn ở nước khác mà vừa rẻ và vừa nhanh nha. Number four. Từ khóa đó là instantly by rule by talk. Instantly by talk. Giao tiếp mà suy nghĩ, chỉ qua suy nghĩ thôi.
Đây là một phương tiện giao tiếp rất là cao cấp, người ta có thể đọc được suy nghĩ của nhau, à, những suy nghĩ bên kia biết liền. Number 5, voice calls. Voice calls disappear. Voice calls disappear. À, giọng nói cuộc gọi có thể sẽ biến mất. Number 6 là Hồng Kông. Tim thì đến từ Ireland, bạn Khay thì đến từ Hồng Kông. À, vậy chúng ta number 1 nhưng đó là social media. Mà number 2 nhóm của chúng ta làm việc online. Online là làm việc trực tuyến đó. Now let's làm việc online trực tuyến. Bây giờ không sử dụng trực tuyến nữa thì làm gì đây? Meet face to face, gặp mặt ha, trực tiếp luôn. Number 3, một phương tiện mà vừa rẻ và vừa nhanh để viết thơ cho một bạn ở đất nước khác, dĩ nhiên đó là emailing. Emailing thì rẻ hơn gì đây? Dĩ nhiên là rẻ hơn viết thơ bằng tài, gửi qua đường bưu điện. Sending letters. Number 4, phương tiện giao tiếp mà bằng suy nghĩ thôi, dĩ nhiên đó là using telepathy. Number 5, nói chuyện và gặp bạn cùng một thời gian mà giọng nói có thể biến mất, dĩ nhiên đó là video chatting. Cuộc gọi mà bằng giọng nói có thể sẽ biến mất. Video chatting, người ta sử dụng gì đó mấy em, chat ở trên mạng đó. Number 6, nhưng the last one đó là have a video conference, trực tuyến đó. Ta có thể ghi vào tập ha. Number 1, using social media. Number 2, meet face to face. Number 3, emailing. Sending letters now mail. Number 4, using telepathy. Number 5, video chatting. Number 6, have a video conference. Là có phần chơi trò chơi brainstorming on the different way you have communicated so far today. The person which have more idea wins. Chúng ta liệt kê ra những loại phương tiện giao tiếp nào mà gần đây chúng ta sử dụng và người nào có nhiều ý kiến hơn sẽ chiến thắng. Về nhà chúng ta sẽ học từ mới, learn by heart the new words. Và Number 2, speak with your friends about ways of communication. Mà nói chuyện với bạn về những cách mà giao tiếp. Number 3, prepare a closer look one. Và chúng ta chuẩn bị có phần a closer look one. Và bài học đến đây là kết thúc.